I'm on your way.
Thank you.
là chính xác rồi đó, cho mày rút. Ông nói tôi hẹn là đàng hoàng đi là đi nó nghĩa cắt giá với thằng đi biển mới sắp theo cái chỗ nó bán rồi, nó bán được. Nên là tôi cắt bên kia, kia tôi lấy ông bà 300, đó là 2 buổi nó bán, tôi liền. Nó bán liền cái đầu sáng hơn, thấy cái lợi lắm. Mà mình đi chôn đó thì mình thảy hết lên xe bán tải á, chở đi theo vòng vòng xong rồi về ra cái nã này để xung quanh. Con mẹ bé.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Đầu Mâu Ni Phật, thằng buổi lễ khai kinh bạch Phật đến đây nó ngoài mạng chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức và trở về nhà khách đi dùng nước để lao và kính mời gia đình chúng ta cũng nghỉ ngơi ở Di Đà Phật.